Đừng để Phạm Thoại lừa. Mua bàn chải về chỉ có vứt đi thôi. Đùa đòi cũng mua bàn chải điện, được tặng 4 đầu bàn chải, lại còn 5 chế độ làm sạch nữa. Quảng cáo bảo rung 32.000 lần trên phút, thử nhá. Rung kinh đấy. Test thử độ chống nước của nó nhá. Úi dồi, đèn vẫn sáng xanh lè luôn. Lên mồm thôi. Giật mình đấy. Chốt lại, ông Thoại toàn lừa anh em. Mua đồ rẻ mà ngon thôi. Bàn chải điện á, vứt. Anh nhầm, vứt là vứt bàn chải thường. Nên check, đã check, làm cái chuẩn.